bò ngựa, cháu cháu, ông mắp cày, trùng trùng, nhớ, nhện, mồ cào, con bợm gỗ, nếu đụng cho nó thì nó sẽ lăn lại thành quả bóng. Hôm nay thử chiếm con trùng bắt đầu. Tới nhà anh quấn rồi đúng không? Ghê chứ. Nhà anh 8 chân, nhà anh đẹp ghê. Con cá. Em không biết chơi đâu. Con à. Hơi con hơi. Cháu quay lại kìa. Đồng em. Dễ chơi ra. Con đạp, hơi con trùng của anh hai. Đồng em đi ha. Chết chết con ong rồi kìa. Thank you.
còn những con trùng còn lại chết. Chứ là ông mắc cày nhện trùng trùng ghê.